Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphard Computer. Theo như đánh giá cá nhân của mình thì Intel khá thành công cho dòng CPU thế hệ thứ 12. Rất nhiều người dùng muốn chuyển hướng lên dòng 12, kể cả những người ta mới mua dòng 11 cách đấy một vài tháng thì sau đấy họ cũng mong muốn là chuyển lên dòng thứ 12, bởi vì lý do đơn giản, CPU thế hệ thứ 12 của Intel quá tốt. Chúng ta có mẫu CPU trên desktop 10 nanomet này, chúng ta có một mẫu CPU lớn hơn, socket cũng nhiều hơn, lên đến socket là LGA 1700, và một điều quan trọng nữa là mức giá trên hiệu năng của CPU Intel được cải tiến rất nhiều ở thế hệ thứ 12. Thế nên có rất nhiều người đang trông ngóng vào thế hệ thứ 13 của Intel. Mình cũng trông ngóng nhiều. Tuy nhiên thì ở trong video ngày hôm nay mình lại không có CPU thế hệ thứ 13 nào ở đây cả, mà thay vào đấy mình có một mẫu main để có thể cắm được CPU thế hệ thứ 13. Thì chủ đề chính trong video ngày hôm nay sẽ liên quan đến việc là mình sẽ giới thiệu một mẫu bo máy chủ rất là cao cấp phục vụ cho CPU thế hệ thứ 13. Thì đây là một mã Asus ROG Maximus Z790 Hero. Wow, tính ra là cũng nhanh nhỉ, chúng ta đã chuyển hướng rất nhiều những cái dòng rồi. Ngày xưa thì chúng ta có Z77 này, 170 lên tất cả các dòng, và bây giờ chúng ta đã có Z790. Thì với cái dòng Maximus Hero thì là một trong những dòng khá là cao cấp đến từ Asus ROG Strix rồi, cũng có thể nói là gần như là cao cấp nhất. Ở trên đấy thì có một vài mã nữa, tuy nhiên thì những cái mã đấy sẽ chủ yếu là chúng ta đặt hàng và có, và cái thứ hai nữa là cũng hơi hiếm người dùng. Thì với dòng Maximus Hero thì mình thấy là sẽ hướng đến nhiều người dùng sở hữu hơn. Thì về mặt thiết kế, với một dòng cao cấp của một trong những cái hãng sản xuất bo máy chủ lớn như Asus thì không cần phải bàn cãi rồi, thiết kế của em nó là quá đẹp. Thì nhìn sơ qua một chút đi, chúng ta có những cái khu vực ở đây. Đây là hai khu vực có thể hiển thị LED RGB. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sâu được cho anh em, bởi vì là mình muốn có đầy đủ những cái thế hệ thứ 13 mình cắm vào lên hết các thứ thì mình sẽ giới thiệu thêm những cái tính năng như vậy. Thì chúng ta sẽ có khu vực bảng hiển thị LED và LED RGB. Đây là một trong những cái gọi là option tiêu chuẩn trên những cái dòng bo máy chủ cao cấp của Asus rồi. Tất nhiên thì qua từng thế hệ thì LED sẽ đẹp hơn khá nhiều. Thêm một vài thành phần chi tiết nữa, đó là những cái thành phần bo máy chủ cao cấp thì những cái khu vực, những cái cổng kết nối những cái thành phần thì đều sẽ được che đậy cực kỳ kín. Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe SD, và riêng cái khu vực ở đây hiển thị LED và chipset ấy thì cũng đã được che đậy đầy đủ rồi. Và đây là cái logo ROG được gọi là làm bóng lên thôi. Đây không phải LED nha anh em nhé, anh em có thể nhìn được cái bóng khi mà chúng ta thay đổi các hướng. Một chút nữa liên quan đến cái tính tiện lợi cho những cái sản phẩm như vậy. Vì sao mình lại đề cập đến tính tiện lợi? Bởi vì là những cái dòng thiết kế bo máy chủ như này thì cái những thành phần linh kiện đấy được làm rất khít nhau, và khi khít nhau quá thì chúng ta cắm những thành phần linh kiện vào không sao, nhưng khi mà chúng ta muốn tháo ra, ví dụ như cả đồ họa tháo ra là cực kỳ khó khăn khi mà chúng ta không thể luồn tay mà ấn vào được. Thì để giải quyết được vấn đề đấy thì Asus đã chọn ra một cái tính năng thêm một cái nút bấm. Thì cái nút bấm cho thế hệ gọi là Z790 này cực kỳ mượt mà, kiểu mình sẽ ấn vào ấy và nó kéo cái chốt nhẹ ra cực kỳ mượt mà, không cảm thấy cái độ khựng, và khi mình nhả ra thì chốt sẽ tự về như ban đầu thay vì là phải đẩy vào một cách thủ công. Thì đây cũng là một điều khá hay mà mình thấy là sẽ mang tính tiện lợi khi mà sau này chúng ta tháo ra và lắp vào. Ngoài ra thì một số những cái cổng nguồn phụ cũng sẽ xuất hiện ở trên cái mẫu bo máy chủ này. Ở đây thì anh em thấy được ở dưới cổng 24 pin sẽ thêm một cổng 6 pin nữa. Thì cổng 6 pin này như là để thêm điện dành cho RAM để anh em có thể cắm RAM, và cái mẫu bo máy chủ này chắc chắn sẽ phải sử dụng RAM DDR5 rồi. Gần như là lên thế hệ thứ 13 thì những cái mẫu main sẽ chuyển hướng sang là sử dụng RAM DDR5 hết, chứ thay vì sử dụng RAM là DDR4, cũng là một điều cơ bản và dễ hiểu thôi. Bởi vì RAM DDR5 sau một năm ra mắt rồi, ra mắt chính thức ấy, thì cũng nên dần phổ biến hơn, và sử dụng RAM DDR5 cũng sẽ mang lại nhiều cái yếu tố hoạt động. Nếu mà xét trên khía cạnh là chúng ta sử dụng những cái phần mềm liên quan đến sử dụng bus RAM như Adobe ấy, thì RAM DDR5 phục vụ khá tốt. Một số những cái yếu tố khác mà anh em quan tâm đó là về phần socket của CPU thì sao. Thì socket rất vui mừng là chúng ta vẫn có một cái socket như cũ, không hề thay đổi. Tức là về mặt lý thuyết anh em vẫn có thể cắm CPU thế hệ thứ 12 lên đây. Tuy nhiên thì mình sẽ không cắm, bởi vì nếu như mà mình cắm một mẫu CPU thế hệ thứ 12 lên đây thì nó khác gì là một mẫu main bình thường đâu. Thế nên chúng ta sẽ đợi CPU thứ 13 chúng ta cắm lên thì mới có thể biết được. Và bởi vì thế hệ thứ 12 và thế hệ thứ 13 thì chắc chắn sẽ chung kích thước rồi, và cái tiến trình gần như sẽ là chung nhau. Thế nên về mặt cơ bản cái khả năng thiết kế phây các thứ là giống khi so với dòng Z690. Cái này thì không phải là do hãng không nâng cấp, bởi vì mình thấy ấy, là các hãng làm những cái dòng dành cho thế hệ thứ 12 bị tốt quá, và cảm giác của mình là hơi dư thừa một chút. Có những cái mẫu main bo máy chủ dòng B660 của Asus dòng Top Gaming ấy vẫn có thể gánh được những mẫu CPU dòng cao. Thế nên những cái mẫu bo máy chủ cao cấp như này thì họ
nếu mà đầu tư thêm nhiều quá thì thành ra lại vẫn tiếp tục dư thừa. Thế nên sẽ vẫn kế thừa được những cái tính đặc trưng của cái dòng cũ, tức là hệ thống dàn cấp điện ở đây. Không phải vì thế mà chúng ta lo lắng cái vấn đề liên quan đến khả năng cấp điện dành cho CPU. Thì với CPU Intel Core i9 12900K, chúng ta có một mẫu CPU loanh quanh rơi vào khoảng chừng, để mình nhớ xem nào, 241 đến 280W khi mà chúng ta sử dụng. Đấy là ít khi chúng ta đạt được nhá. Đấy là mình không xét trên cái Epson. Một số thông tin ở trên mạng anh em có thể thấy được rằng là ôi, CPU Thế 13 ăn 400W, nhưng điều là sai nhá. CPU Thế 13 không thể nào ăn đến 400W được, tức là gấp đôi cái vấn đề điện lên là một điều không thể xảy ra nhá. Anh em hãy lựa chọn những thông tin sao cho phù hợp nhất. Thì với mình sẽ ước chừng sẽ cũng sẽ ăn nhiều điện một chút khi so với thế hệ thứ 12 thôi, bởi vì là hiệu năng cải thiện thêm mà. Thì Asus đã trang bị ở đây là hai cổng cấp nguồn 8 pin. Thì với về mặt lý thuyết thì với mẫu main cao cấp như dòng Maximus Pro thì một cổng cấp nguồn 8 pin cũng sẽ phải cấp được khoảng chừng 300W, thì với hai cổng là 600W. Thật ra thì anh em có áp dụng thoải mái cắm nitơ vào cũng được, nhưng mà mình nghĩ anh em nếu muốn cắm nitơ giả của áp dụng nitơ thì anh em nên chuyển lên dòng Apex của Asus sẽ là tốt hơn. Ở đây thì đây mình sẽ miêu tả kỹ một chút liên quan khu vực VRM. Thì ở đây khu vực VRM ở đây sẽ có một ống đồng nối giữa hai thành phần linh kiện, và đây là một cái sinh bằng nhôm cực kỳ lớn và được sơn đen để có thể đảm bảo được cái tính chất về mặt cơ bản nhìn là thấy đẹp rồi. Ở bên ngoài cùng ở đây sẽ có hai nút, ở đây một nút đây flicky gì đây mình không nhớ rõ lắm, và đây một nút start để dành cho anh em nào mà thích kiểu chơi trần, chơi bend table thì hoàn toàn có thể bấm start thôi, thay vì là phải dùng tô vít để chọc xuống bên dưới thì chúng ta đã có một nút khởi động để có thể khởi động được máy. Ở bên trên thì sẽ có một bảng hiển thị check led nữa, đây là chuyện bình thường thôi, chúng ta cần phải check lỗi mỗi khi chúng ta sử dụng. Thì có bất kỳ một lỗi nào thì anh em hãy mở sách hướng dẫn sử dụng ra, thì trong đấy sẽ có đầy đủ để anh em có thể quan tâm. Thì với những cái dòng bo trụ dòng jack thì chúng ta sẽ có một đặc trưng là khi chúng ta cắm lên những khe PCIe này thì chúng ta có thể cắm giải pháp là đa card họa. Thì ở bên trên thì chúng ta đã có một khe X16 rồi, bên dưới cũng có thêm một khe X16 được bọc giáp nữa để anh em có thể cắm được giải pháp đa card họa nhé. Bên dưới thì cũng có một khe nữa cũng kích thước X16 và X16 X8 nhé. Tiếp theo nữa là liên quan đến khu vực những cổng kết nối. Với bao bọc trụ dòng jack thì bằng thông khá là lớn và các hãng cũng đều đầu tư rất nhiều những cổng USB. Thì ở đây mình đếm là đôi 4, 6, 8, 9 cổng USB Type-A, cùng với đó là 3 cổng USB Type-C và có 2 cổng hỗ trợ Thunderbolt 4. Quá tuyệt vời để các anh em có thể mở rộng ra. Nếu như bây giờ mà mình livestream, mình có thể làm những công việc khác mà mình cắm nhiều thiết bị thì cái mẫu main này sẽ cung cấp đầy đủ. Thậm chí là những ai mà còn nhiều quá thì có thể sử dụng thêm là cổng Thunderbolt. Những cái tính năng cao cấp không thể nào thiếu được ở đây, như là khả năng âm thanh thì ở đây là có chiếc âm thanh Supreme FX này, chúng ta có khả năng kết nối bên ngoài thì có Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.0. Thì những cái thông số cơ bản và những cái mẫu bo trụ cao cấp bắt buộc phải có, đặc biệt là những dòng bo trụ đến từ Asus. Thì trên đây là những cái nhận xét nhanh của mình về mẫu bo trụ Asus Maximus Z790 Hero của Asus. Còn gửi đến cho anh em những bài đánh giá chi tiết này về nhiệt độ của khu VRM này, Epson này, thì mình sẽ gửi đến cho anh em trong video khác, một video hoàn chỉnh khi mà mình có được một mẫu CPU thế hệ thứ 13 trên tay. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh em trong video sau.